chúng ta đã quay trở lại với video số 14 trong chuỗi video hướng dẫn trở thành nhà quảng cáo chuyên nghiệp trên Facebook của tôi. Tôi là Nguyễn Minh Tâm, chuyên viên cho Line hàng Mỹ. Và ở video trước thì Tâm đã giới thiệu và chia sẻ với các anh chị về ba cái vùng đối tượng ở trên Facebook và từng cái vùng đối tượng đó để làm gì. Và ở trong cái video này thì chúng ta sẽ đi vào cái phần kỹ thuật là làm sao để chúng ta có thể tạo ra được những cái đối tượng tùy chỉnh là custom audience. Chúng ta tạo ra những cái đối tượng đó như thế nào và cách làm sao để chúng ta quảng cáo đến cái đối tượng custom audience đó. Vậy thì ở đây là gì ạ? Là chúng ta sẽ có những cái bước là gì? Bước 1 là chúng ta sẽ tạo ra những cái đối tượng là danh sách số điện thoại có sẵn, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta sẽ tạo ra những cái đối tượng là những cái người mà đã xem cái video quảng cáo ở trên fanpage của mình. Và sau đó bước số 2 là chúng ta sẽ tạo chiến dịch quảng cáo nhắm đến đúng cái đối tượng mà chúng ta vừa mới tạo ra. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần về kỹ thuật. Ở video trước thì Tâm đã hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để chúng ta tạo ra những cái đối tượng lúc ở live audience và custom audience. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể làm tạo quảng cáo tiếp cận đến những đối tượng khách hàng đó? Thì chúng ta sẽ vào phần này, chúng ta sẽ quay trở lại với phần quản lý quảng cáo. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào tạo quảng cáo. Rồi, mình mới set quảng cáo mà nó đã ăn tiền rồi, 622 đồng. Chúng ta sẽ bấm vào tạo quảng cáo. Chúng ta sẽ chọn là quảng cáo tương tác. Mình ghi quảng cáo là remarketing. Nếu mình muốn chạy cho lúc online thì mình sẽ ghi là lúc online chẳng hạn. Đó, hay là gì đó chẳng hạn. Lúc online Lumi chẳng hạn. Thì mình sẽ bấm vào chữ tiếp tục. À, thì bình thường là chúng ta sẽ chọn cái đối tượng nó nằm ở khu vực dưới này, đúng chưa ạ? Thì khi mà chúng ta chọn đối tượng ở khu vực dưới này á thì nó là nằm trong cái phân khúc là core audience. Còn nếu mà chúng ta muốn chọn cái đối tượng mà tùy chỉnh và đối tượng tương tự mà chúng ta đã tạo thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục này, đây là đối tượng tùy chỉnh này. Bấm vào cái ô này. Đấy. Thì các anh chị thấy là nó hiện ra là cái đối tượng là Lumi 25% này, quy mô 58.000 người này. Đó, nó là ở góc này này. Lumi 50%, đúng không? Đây thì nó là 35.000 người. Lumi 50% trong 30 ngày thì nó là 18.000 người, đúng không? Và cái lúc ở live này á thì nó đang phân tích thì nó chưa hiện ra. Đúng, Lumi 50% trong 30 ngày. Thì giả sử Tâm muốn chạy cái đối tượng là remarketing đến những cái người mà đã xem cái video chẳng hạn, tức là chạy cho đối tượng custom audience đó, thì mình sẽ chọn vào đây. Ví dụ như đây Tâm chọn là Lumi 50%, đúng không? Thì quy mô đối tượng là nó sẽ khoảng chừng 35.000 người. Sau đó thì mình sẽ target sơ sơ thôi là ở Việt Nam và là nữ này, và để mình chọn là từ 30, đúng không? Đấy, khoảng 40 tuổi, đúng không? Để đảm bảo là có thể là cái video của mình đôi khi nó viral ra thì nó có một vài cái người ở độ tuổi khác đó họ xem vào thì nó vẫn tính vào chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ chọn một vài cái thông số như là tuổi, giới tính và khu vực là toàn Việt Nam chẳng hạn, để chúng ta lọc sơ lại một lần nữa. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Sau đó chúng ta sẽ chọn vị trí quảng cáo, đúng không ạ? Mình chọn là cả máy tính cả di động luôn. Mình tắt những cái vị trí này đi. Đó, sau đó mình chọn ngân sách. Ví dụ mình muốn là 50.000 một ngày thôi nha, 60.000 nha. Mình chọn ngân sách thì như vậy là xong rồi. Còn ở trên này thì ở đây thì cái chiến dịch này giả sử Tâm muốn chạy cho cái đối tượng là không phải là những người đã xem video 50% mà những người gọi là giống với những người này, tức là đối tượng gọi là lúc online đó, thì mình sẽ chọn cái này. Ví dụ ở đây mình chọn cái quy mô này. Đó. Mình chọn là lúc online. Là nữ này, 30 đến 40 này, ở Việt Nam này. Đúng nào? Thì nó đạt những tiêu chí mình muốn. Còn đối với cái đối tượng lúc online này á thì các chị thấy là cái quy mô thì nó là những người giống với những người kia thôi. Thì nếu mà các chị muốn target thêm một vài cái tiêu chí như là điện thoại nữa chẳng hạn. Đúng không ạ?
thì mình sẽ target thêm điện thoại vào. Rồi mình target thêm điện thoại vào. Đó. Cho nó lọc thêm một lần nữa. Còn đối với những cái người mà ở custom audience á, là chúng ta không phải target. Còn đối với look alike thì chúng ta sẽ target sơ sơ một chút nữa chẳng hạn. Đó. Ở đây còn có Apple nữa nhỉ. 6 plus 6S plus chẳng hạn đó. Vân vân. Mình sẽ target thêm một vòng nữa về iPhone này chẳng hạn. Đó. Thì ok, thì chúng ta chỉ target sơ như vậy thôi, còn không cần phải thu hẹp đối tượng hay là gì nữa chẳng hạn. Ở đây là chạy cho đối tượng là look alike thì chúng ta sẽ chạy như vậy. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đến là chúng ta sẽ chọn cái bài viết. Đúng không? Đây thì mình sẽ lấy cái bài viết đó. Bây giờ mình tìm cho nó sẽ hơi lâu. Mình sẽ vào đây. Mình sẽ lấy cái link bài viết đó một chút nha. Cái này thì anh chị không cần phải quan tâm về kỹ thuật đâu. Đây là một vài cái bước để mình lấy là cái đường link cái bài viết thôi. Đây mình lấy cái ID này. Rồi chúng ta sẽ nhập vào đây. Hoặc là cái bài nào mà các chị mới đăng á thì chúng ta sẽ bấm vào đây thì nó ra những bài mới đăng nhất ở đây này. Đúng không? Đó. Ok. Sau đó chúng ta bấm xác nhận là chúng ta đã tạo xong chiến dịch quảng cáo tiếp cận đến với những cái người mà trong cái đối tượng look alike hoặc là custom audience này. Ok, như vậy là chúng ta đã xong cái phần tạo quảng cáo. À, chúc các anh chị thành công. We'll be right back.